khán giả thân thương của kênh Trang LTV. Hôm nay thì Trang cùng với đại sư Phục Khương Dừa và các bạn trong ekip đang có mặt tại Bến Tre để chuẩn bị quay hình cho một tập đặc biệt của bé Hồng và bé Cúc ngay tại trường dưới đây. Ở dưới đây, bất ngờ quá. Các bạn học sinh rồi. Chờ lâu quá, hôm nay là mình đang ở ngay chỗ trường trung học cơ sở Phú Hưng ở Bến Tre. Đây là trường cấp 3, lớp 6, 7, 8, 9 đúng không? Và học lớp mấy? Lớp 6. Chị đang mấy con ra coi quay hình nha. Dạ. Có biết chị Cúc không? Có biết hôm nay chị đang quay hình chị nào không? Dạ. Không biết hả? Nhưng mà thôi chị đây cứ ra ủng hộ cho cái chị đó thi càng càng nhiều câu hỏi nha. Dạ. Có biết có chú Phương Dừa không? Dạ biết. Dạ, trời. Hay xem trên YouTube hả? Hay sao? Ôi, hâm mộ. Nhưng mà là nhà con xem hay là sao? Ở nhà xem. Là ba mẹ con xem hay là con xem luôn? Dạ con xem như vậy hả? Bé phải gần gần xíu là tại chị không có micro nên nó hơi ồn. Mà con xem chú Phương rồi, con thích chị chú Phương? Thích xem chú Phương, thích tại sao tại sao thích xem chú Phương? Mắc cỡ hả? Nhưng mà thích chú Phương lắm không? Dạ. Vậy vô xin chữ ký chưa? Dạ rồi. Đây cho cô Trang mượn chứ thôi. Đây là chữ ký của anh Khương rồi nha. Thân tặng Minh Nhi, chúc con chăm ngoan học giỏi. Trần Thế Khương chú Khương Dừa. Ôi, cái này giống như hồi xưa vậy đó mình. Hồi xưa cô còn nhỏ cô cũng thích hâm mộ mấy cô chú nghệ sĩ á. Cái mà cô chú nghệ sĩ đến đến cái cô cũng lấy tờ giấy ra cô ký tên à. Nhưng mà không, xin lỗi giờ không biết cái tờ giấy này dục đâu không tiêu rồi. Về ép kỹ nha, không có được mất như cô nha. Rồi, ok, học giỏi nha. Bye bye, có gì về xem kinh cô nữa. Trang yêu tụi mình. Có coi cô không? Yeah. Cảm ơn nha. Bye bye, chiều gặp lại. Dạ, hôm nay Trang cùng với lại sư phụ Khương Dừa và các bạn trong ekip sẽ quay hình chương trình học để đổi đời. Dạ, chương trình này mình nghỉ một thời gian là do dịch, bây giờ là đã hoạt động trở lại. Đợt này thì tụi Trang sẽ xuống quay ngày 6, 7, 8. Sư phụ Khương Dừa thì đã xuống trước 2 ngày để quay những cái cảnh hồn trường rồi. Hôm nay là mình quay hình của tập của bé Cúc với bé Hồng. Rồi ngày mai, ngày mốt nữa sẽ là thêm 2 tập ở Bến Tre nữa. Thì Trang xin chia sẻ xong. Nếu mà chiều nay quý mà cô chú anh chị có thời gian thì xin mời quý mà cô chú anh chị lúc 3 giờ chiều hãy ghé đến trường trung học cơ sở Phú Hưng ở Bến Tre để cùng tham dự quay hình chương trình học đời đổi đời của sư phụ Khương Dừa. Chiều nay thì mình sẽ quay hình chương trình của bé Cúc. Bé Cúc hiện nay là học lớp 10. Hoàn cảnh của gia đình bé Cúc thì bé Cúc với lại một chị đó là chị Hồng thì mất ba mẹ từ sớm. Chị Hồng là phải đi bán vé số để lấy tiền nuôi cho bé Cúc học. Hiện giờ thì chị Hồng đi theo người cô để đi làm hạt điều. Chỉ còn có bé Cúc ở lại đây học thôi. Dạ, dù như vậy nhưng mà bé Cúc học rất là giỏi luôn. Vì vậy nên sư phụ Khương Dừa đã tìm đến và coi như là chuẩn bị quay hình cho bé Cúc từ hồi trước dịch rồi. Nhưng mà do dịch nên là đến bây giờ mới tiếp tục quay. Dạ, nhưng mà mong là vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của quý bà của chú anh chị nha. Dạ, thì mình có thể xem chương trình vào lúc 16 giờ ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của sư phụ Khương Dừa Channel. Ôi lâu quá rồi mới được đi quay lại chương trình, thấy vui ghê luôn á cô chú anh chị. Hôm nay thì nãy mới làm treo backdrop nè, treo standee nè. Rồi mình để bàn ghế xong rồi, chứ xong trời mưa nên là mấy anh em mới dọn vô trong. Đó. Đây là những cái bảng quay hình đây. Đây là cái bảng giải thưởng của chương trình. Đó, sẽ thi bao nhiêu tiền thì sẽ ghi ở đây. Mấy chương trình đợt trước á, đợt một quay hình á thì là giải thưởng thì chỉ có 30 triệu thôi. Nhưng mà đợt này sư phụ Khương Dừa đã nâng cấp giải thưởng lên là đến 50 triệu lận của chú anh chị. Vậy là một cái phần thưởng, một cái phần học bổng rất là giá trị cho các bé để có thể học tiếp tục cấp 2, cấp 3 và đại học luôn. Rồi. Một cái điều mới nữa của chương trình ngày hôm nay. Đây là một cái điều mới mà Trang muốn giới thiệu là ban cố vấn của chương trình học đổi đời. Nghĩa là các em ngoài trả lời những cái câu hỏi mà anh Khương, sư phụ Khương Dừa đưa ra, mà nếu mà mình bí quá, mình không biết trả lời thì mình có thể một là mình nhờ sự giúp đỡ của các bạn ở trong hiện trường quay. Hai là mình có thể hỏi ý kiến của các anh chị ban cố vấn nè. Đây là các anh chị nghệ sĩ rất là thân thương của sư phụ Khương Dừa. Đây đầu tiên là chú Bảo Trung. Dạ. Xong rồi đây là nghệ sĩ Lê Nam. Đó. Rồi tiếp theo là chị diễn viên Hồ Bích Trâm, diễn viên Đàm Minh Tài, diễn viên Tường Vi và ca sĩ Nguyễn Đình Vũ. Đó, thì các bé hâm mộ hoặc là yêu thích hoặc là tin tưởng nghệ sĩ nào thì sẽ gọi điện để hỏi nhờ các nghệ sĩ này trả lời giùm. Rất là vui. Nên là mình tham gia chương trình của sư phụ không chỉ là để có cơ hội để tiếp xúc cho các bé nữa, mà các bé cũng có cơ hội được gặp các anh chị, các cô chú nghệ sĩ khác. Đây, giờ là mưa quá rồi nên hồi nãy các chị mới xuống đây.
chưa? Đây là một cái góc hậu trường sau. Đó, đây để Trang giới thiệu. Đây là bé biên tập mới nè. Đó, em tên gì? Dạ, em tên Ni. Em tên Ni, em bao nhiêu tuổi? Em 23. Đó, trẻ lên luôn cô chú anh chị. Lúc này hồi xưa Trang hình như tuổi này là Trang cũng mới vô công ty á. Đó, đây là em làm quay hình với anh Phương mấy chương trình rồi? Dạ, đây là chương trình đầu tiên. Đây chương trình đầu tiên luôn. Dạ. Rồi đi thấy sợ không? Không, em thấy vui. Trước giờ bắt anh Phương trước kia làm không? Có nhiều chương trình làm, từ thiện, nhất là chương trình từ thiện. Nên bây giờ rất vui lắm à? Thích lo hả? Có coi kênh chị không? Không. Giờ chút nữa à? Nói chứ sáng giờ cũng lên xe cũng hỏi mấy chị kênh YouTube lại gì, xong rồi đăng ký. Là lúc mà mấy bé mới làm thì đương nhiên mới vô nghề thì sẽ có những cái điều mà mình chưa biết. Nên là mấy chị như Trang, Ngóng My, mấy Ngân vậy đó. Đi làm thì cứ thấy cái nào mà chưa có đúng đó, thì sẽ góp ý với mấy bé, làm giúp mấy bé để cho mấy bé biết. Rồi sau này mấy bé sẽ cứng cấp lên, nó phụ sự nhiều mấy chương trình ở trong công ty nữa. Dạ, anh đây, người yêu chắc 10 năm của sư phụ Khương Dương. 15 năm. 15 năm, dạ. Là Ba Giang, là làm trưởng phòng quay phim. Ba Giang là quay cùng với anh Khương, làm việc với anh Khương từ những cái ngày đầu anh Khương mới làm công ty tới bây giờ luôn. Đó. Rồi là Ba Giang đi hỗ trợ để quay chương trình. Mấy đợt trước làm thì cũng hơi cập rập, là mấy anh em đi hơi gấp nên toàn quay bằng cái điện thoại thôi. Nên là về nhiều khi cái hình ảnh nó không được đẹp. Nên đợt này là Ba Giang vận động những cái máy móc của công ty với lại mấy anh quay chuyên nghiệp luôn để hỗ trợ sư phụ. Nè, cảm ơn. Còn đây cô dâu, cô dâu. Dạ, em đang tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Nấm Vi. Lâu lắm rồi mới Nấm Vi mới quay clip luôn á. Nhiều lắm rồi mới được nói câu đó đó. Nhiều cô chú anh chị hỏi sao không thấy Nấm Vi lên sóng. Không biết nữa. Đây nhớ gì đâu mấy chị em tự học. Không nhớ gì hết. Nghiệp lâu quá không đi. Nó có chồng rồi, nó nhiều tiền quá rồi. Nó khoan lên sóng. Trời ơi, thiệt luôn, toàn là tin đồn ảo thôi đó mọi người. Mọi người nhìn đi, có chồng còn đi này hả mọi người? Không được đâu, mọi người hãy đừng tin bất kỳ một ai, hãy tin em. Ngày mai em sẽ làm YouTube lại để chứng minh là em chưa có thường. Okay. Nấm Vi hồi xưa đi miền Trung nè, hoặc là đi quay nọ rất là thoải mái nha. Đi xe không có bị hết. Cái đợt này đi mới lên xe, trời nhức đầu quá, anh em đi xe, em say xe. Đợt này em bị bệnh mọi người ạ, nên là em về ở ẩn. Không, đợt hôm nay đi mệt thật á, nên thở không à. Không có nói chuyện được với mọi người. Nhưng mà đúng là lâu rồi mới gặp mấy chị em làm chung á, vui, giống như ngày nào. Ăn nhiều thì thấy em béo hay luôn. Không, vẫn xinh như ngày nào luôn. Đây, dạ, anh Duy. Dạ, anh giám đốc bánh tráng Tân Nhiên. Lần nào xuống cũng sắp cho tụi Trang bánh tráng hết đây. Đó, hồi nãy anh vô cái anh ngồi kia anh ra. Hôm nay nhà chị Trang. Lần nào cũng tiếp tế vậy cô chú anh chị, rất là đã. Cảm ơn anh Duy. Đây là bác chiến lại cho ở bên ghế massage KLC. Hôm nay cũng từ quê vô để ủng hộ cho anh Khương với lại. Dạ, anh với bác Sa Khai Oxy á. Ủa vậy hả? Dạ, là nhà tài trợ của chương trình. Dạ, ở đây, sư phụ Cương Dương. Xin chào quý vị dạ. Sáng giờ, tên. Sáng giờ anh quay hình, nhà quay hình hậu trường, quay hình những cánh chuẩn bị. Rồi sau này cái mấy bé ở trong trường. Năm rồi, cái câu hai yếu hơn cái ấy của em rồi Nắm ơi. Dạ. Chắc xin lại cái 3G của bé Nấm luôn. Đây, đây là các bé xin chữ ký của chú Khương. Có ai xem chú Khương không? Dạ. Sao biết chú Khương là xem hay vậy? Dạ từ ba. À ba con coi xong rồi con coi theo hả? Ba mẹ coi nhỉ. Cảm ơn. Vậy hôm nay là ký dùm cho con hay ký cho ba mẹ? Con. Dạ. Nhưng mà con xem chú Khương con thích nhiều nhất chú Khương. Ba con xin bạn luôn. Thế gì? Hôm nay thấy chú Khương ngoài đời hay sao? Đẹp trai nữa hả? Đẹp trai nữa. Dạ, học giỏi nha. Trường này nhớ lại ủng hộ với chị nha. Dạ. Mấy bé là lớp 6, lớp 7. Rồi cao gần bằng Trang luôn rồi nè. Như vậy là cao hơn Trang luôn rồi. Trời ơi. Sao ốm quá vậy? Hỏi bán đẹp thì chết. Sao con ốm như vậy? Tại con ăn nhiều á. Con vẫn ốm. Lấy này bé này là cũng cao rồi, đây luôn, đứng lên thẳng lên nè. Chị Trang là cũng hay bị buồn lắm đó, bắt phải đứng thẳng lên nè. Rồi, từ đây gặp lại của anh nha. Dạ. Còn một bạn. Còn một bạn đang quay cho Trang nữa là bé Minh nè. Dạ, Minh đây đã chàng quay bé Hương. Bé Hương này, để chàng quay bé Hương để giới thiệu cho chú anh chị. Dạ, bé Hương cũng là một thành viên mới trong team của sư phụ Khương Dừa.
sẽ hỗ trợ sư phụ con dừa trong những cái công việc sắp tới. Đâu bé Hương giới thiệu cho mình đi. Chào mọi người, em tên là Hương. Hiện tại em cũng đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình của Hương Dừa. Cảm giác rất là vui. Nhiều thứ phải học hỏi nữa. Em sẽ cố gắng. Bé Hương là năm nay bao nhiêu tuổi ta? Em sinh năm 96. Bé Hương trước là học chuyên ngành gì? Em học chuyên ngành quan hệ quốc tế. Nhưng mà vậy sao lại thích là làm game show? Vì em thích được đi nhiều như thế này nè, trải nghiệm nhiều. Rồi, ok, rồi vậy mong là bé Hương sẽ làm việc rất là tốt và có nhiều trải nghiệm thật là vui với lại sư phụ của Dừa cũng như những hoạt động tiếp theo của sư phụ của Dừa nha. Dạ rồi. Bye bye.